Em lấy tích góp lúc nào được nhiều thì nếu mà anh về làm nhà thì em lấy cho anh để làm ạ. Làm nhà thì có gọi là bây giờ thì đang đi làm để mà lấy tiền về làm nhà đúng không? Vâng. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu được có đi cùng chuyện là đi qua cái chỗ đoạn đường này thì bắt gặp là một cái cậu bé mà nhìn từ xa thì rất là giống em Quân. Thì không biết là em Quân đang làm gì ở dưới này. Thì tiện thể là cháu được là ghi hình lại luôn và xem là em Quân là liệu là em có dùng chính cái chiếc máy cưa mà được hai chị là Nguyệt Thúy dành tặng để mà đem đi mua mấy cây không các bác nhá. Có vẻ là em ấy cũng xuống từ khá lâu rồi các bác ạ. Thấy là chặt những cái cành cây thì đã bị đổ hết rồi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống dưới xem là Quân sẽ làm gì ở dưới đấy. Là xem là em có phải là đi làm đi chặt củi thuê không. Tại vì là bây giờ Quân thì đồ đạc thì các bác cũng gửi cho Quân rất là nhiều. Và thậm chí là những cái chiếc máy cây, máy cưa thì em Quân cũng có đầy đủ. Đây thì chắc là có vé là xăng này các bác này. Đây thì có lẽ là xăng để mà em Quân đi làm. Quân đây lâu chưa Quân ơi? Đã lâu rồi à? Rào. Ui ôi. Này rừng này có vẻ là dốc quá nhỉ? Quân đang làm gì đây ấy? Hồ họ chặt cây á? Ui đây có kiến vàng nhiều quá. Đấy, anh chào Quân nhá. Rồi đeo cho Quân cái mic nhá. À đi thì cũng có đeo kính các kiểu chứ nhờ. Nhìn trông có vẻ trí thức phết nhờ. Cháu Quân xin chào tất cả các ông bà các chú anh chị ạ. Thế Quân là ra đây là làm chặt củi thuê này à? Này thì chỗ này thì được bao tiền chặt này ấy? Được 500 ạ. Chỗ này được 500 nghìn á? Nhưng mà có phải vận chuyển đi không? Không đâu. Không à? Mình chỉ cưa để đây thôi. Cưa thành đòn nhỏ thế này à? Dạ. À thế là hôm nay mua tiền dầu lấy mất tầm bao nhiêu tiền rồi? Mua tiền xăng dầu là chỉ đi 200 thôi. Đi 200 nghìn rồi à? Dạ. Thế là còn được là 300 nghìn à? Dạ. Thế này thì cô cưa một ngày thì liệu hết không? Hết ạ. Hết à? Dạ. Anh vừa rồi thì anh đi qua đây thì nhìn thấy là dưới này là thấy một cậu thanh niên đấy. Ôi là kiến đấy. Làm gì kiến nhiều đấy này. Kiến này đốt đầu ấy. Kiến này đốt đầu không? Vâng. Không biết là cái tổ nó ở đâu ấy. Cưa nhanh ấy nhỉ? Dạ. Chỗ này thì những cái cây to thì có cưa không? Có. Cưa à? Dạ. Ôi. Kiến này đốt đầu quá các bác ạ. Kiến cái loại kiến đỏ đỏ này. Ở đây có tổ nó đâu ấy? Dạ. Ôi cái tổ trên này, Quân này kìa. Kìa. Dạ. Cái này là cưa từ chỗ cây to này xuống à? Dạ. Vừa rồi thì Quân có nói với cháu Lực rằng là cắt củi thuê này của bác này thì là được 500 nghìn. Mất tiền dầu là mất đến 200 nghìn rồi. Wow.
ăn cơm là có ăn ở nhà người ta luôn không? Có. À, là nuôi cơm luôn à? Dạ. À. Thế để anh hộ Quân cùng Quân làm cho. Dạ. Đây. Cái đấy cứ luôn Quân, cái đấy cứ luôn. Dạ. Đây. Cứ luôn. Ồ, cái chỗ này thì chắc là bị cây người ta bị đổ ấy nhở? Cái này thì chắc là không cưa đến một ngày đâu nhở? Ui, kiến này đứt đốt đầu. Kiến này đốt đầu à? Hay là để anh cưa hộ một tí cho. Anh hộ Quân làm. Anh hộ Quân làm thì có chia tiền không? Có. Ây. Anh chưa bật đâu. À, chưa bật à? Cái này đi cưa, bây giờ cưa cành nhỏ nó trước nữa. Ở đây có kiến, cái loại con kiến đỏ kia, đốt đầu quá. Nhưng mà cái này người ta giao, người ta cho mình ra làm, người ta không ra xem cùng à? Không được. Không à?
đau thật các bạn, cái nó đỏ ấy. Cháu Lực Xế ở đây là phụ giúp em Quân một chút, xem là cái máy móc của em ấy sau khi mà cưa nhiều cây thế thì có bị làm sao không các bác. Và tiện thể cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại luôn. Có thể là cái thước phim này nó sẽ hơi ồn một chút các bác nhá, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm về cái chất lượng âm thanh. Công nghệ của Quân đi làm được các bác này gồm có là hai cái tép xăng này, với lại thêm có cả thêm là mắt kính nữa này, mũ mọi cái. Như này thì đeo kính vào này thì nó sẽ bảo vệ là mắt hơn. Đây là cho cả nhất vào à? Nhất này thì dùng để làm gì? Để pha với xăng à? Để pha với xăng à? Cái này thì chắc là không đến một ngày đâu nhỉ? Đây, cưa có độ tầm là 20 phút đồng hồ đúng không bác? Đã được một đống củi rồi. Nhưng mà cái này là em có phải là vác đi không? Không được. Không phải vác đi đâu đúng không? Mình chỉ cưa để đây thôi đúng không? Vâng.
này cơ hơi khó ấy. Không biết là liệu rằng là hôm nay là em Quân là có chia tiền xuống các bác, nhưng mà thấy ạ, cái gì là gọi là thương giúp. Hôm nay thì thương bác hôm nay thì cháu chúng tình cờ là đi qua đường này các bác, thì tình cờ là gặp em Quân là đang làm ở dưới này, thì tiện thể là cháu được ghi hình lại luôn một chút được một chút đấy. Có vẻ như là những cái chiếc máy phát cỏ hay là máy cắt, máy cày hay là máy cưa này các bác, thì sẽ giúp em Quân là đi làm thêm được là rất là nhiều công chuyện. Ở đây thì mặc dù là người ta vẫn thuê để tìm người chặt thôi, nhưng mà nếu có cái máy như này thì là Quân nó sẽ nhanh hơn. Thôi, Quân thì là một con bé phải nói là cũng rất là siêng năng quá ạ. Thôi Quân chút đã. Ôi cẩn thận nha. Rồi đấy anh kéo đi. Nào, ra. Trùng xích à hay là không xác rồi? À cái có cái lưới mài ấy. Ra nhá. Cái lưới mài anh để trên chỗ chọn nhà anh ấy. Thì Quân đi qua thì cầm luôn nhé. Ra. Cái Quân thì tầm độ là mấy giờ là đi ăn cơm? Tầm 1 giờ. Tầm 1 giờ là đi ăn cơm à? Nếu mà vừa rồi cái này mà lăn đi xuống dưới thì tí lại đi vác ấy nhở. Ui, thật. Nhưng mà đây là mình chỉ cưa để đây cho họ đây à? Thanh niên ở bên này ra hộ à? Là ra phụ Quân hay là của nhà đấy? Ra đây chơi sao đấy? Ra chơi được. Đấy, bây giờ thì còn một tí thôi cô bác ở dưới kia thôi. Cưa một chút thôi là mỏi hết cả tay đây nhờ. Đấy, đây là Quần với Mích nói chuyện to chứ. Thế tiền nong như này thì là lấy trước một nửa đấy chứ. Đấy, Quần đi đâu làm thì cũng tiền ấy, thì sợ nếu mà sợ người ta quỵt mình ấy thì là mình lấy trước một nửa. Đấy, lấy trước một nửa xong là lúc nào mà gần hết thì mình lại tiếp tục là đi nhận thêm để cho nó hết. Này thì nếu mà như Quân mà làm liên tục không nghỉ đấy thì tầm độ tầm bao nhiêu tiếng xong? Đây chắc là tầm 3 tiếng. 3 tiếng là cưa xong hết à? Vâng. Thế những cành cây to to bên này thì có phải cưa không? Không đâu. Không phải cưa à? Chỉ cưa mấy cây đổ này thôi. Đây hôm trước là gió thổi đổ hay sao ấy. Này thì liệu rằng là 300 nghìn đấy thì kiếm liệu có xứng đáng không? Có. Có vừa chưa? Dạ. Quân bảo là mua dầu, mua
xăng với lại nhất là hết là 100.000. Đấy là mua vừa rồi là mua 3 pep xăng này, đây là 3 lít hay sao ấy. Thêm một chai dầu nữa. Là hết đi là 200.000 à? Thì đấy là cái số tiền mà mình người ta đưa trước hay là như nào? Là số tiền đưa trước ạ. Đưa trước à? Dạ. Sao nhưng mà sao Quân biết là người ta có quỷ thế này Quân xuống làm? Thì hôm trước là nhà mấy chú trên này tiếp chú vận em cái nước xong mấy chú gọi xuống. À chú là gọi xuống à? Dạ. Xuống để mà mình nhà làm cùng đúng không? Dạ. Tại anh sẽ phụ Quân là làm độ tầm là 1 tiếng. Dạ. Đấy. Anh sẽ phụ Quân là làm từ 1 tiếng thì anh cũng sẽ đi lại đi có một câu chuyện khác, tại vì là thời gian của nó thì có ngắn này, thời gian ít đấy. Dạ. Chỗ này là chắc bây giờ làm hết thì độ tầm 20 phút thôi nhỉ? Dạ. Thế hai anh em mình là tiếp tục làm hết nhá. Dạ. Cưa này cưa luôn không? Cưa luôn cho họ đi nhỉ? Dạ. Xuống dưới kia cưa. Cái này liệu em có xẻ được ván không Quân? Có. Xẻ được ván à? Dạ. Sáng sớm đi làm thì không nắng mấy nhỉ? Vâng ạ. Đi vào trong rừng để làm thì tiết cũng dễ chịu hơn một chút. Em mong rằng là những cái phần quà mà các bác gửi cho thì sẽ giúp cho em Quân là kiếm được thật nhiều tiền. Để anh cười cho nhé. Vâng ạ. Oh.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Ôi phần lần sau Quân là phải đeo khẩu trang vào Quân ạ. Dạ. Mày có cầm đeo khẩu trang không? Em cầm thôi ạ. Cầm à? Dạ. Cái cầm sao không đeo khẩu trang đâu? Khẩu trang đâu? Dạ. Cầm này đâu? Dạ. Cầm theo khẩu trang nhưng mà không đeo cô bác ạ. Nóng quá. Nhưng thật sự là khi mà mặc những cái đồ bảo hộ vào thì làm nó sẽ nóng hơn cô bác ạ. Đây là mình phải lấy pha à? À. Pha với nhất à? Dạ. Cái này chắc không làm đến 3 lít xăng rồi nhỉ? Dạ. Độ tầm là hơn lít một chút. Bây giờ còn là một chút nữa thôi. Này thì một tí nữa ném lên trên đường kia không? À ném lên tập để ở đây một số à? Không, đây là tí là mình chỉ cần cưa để nhất. Này thì mới một lần cho một cái bình xăng này thì cho bao nhiêu nắp này? 2 nắp ạ. Cho 2 nắp à? Ừ. Từ từ nhá, từ từ bật nha. Này cưa. Nếu mà lúc nào mà lưới cưa nó mà mòn ấy, cần thay đấy thì bảo anh đi mua cho thêm một lưới nữa nhá. Vâng ạ. Đấy. Hôm mò thì cháu Lực định là mua 2 lưới rồi cô bác. Đấy, nhưng mà anh bán ấy bảo là nếu mà bây giờ dùng hết thì mỡ mòn này thì ra đây anh cho. Thế là cháu Lực không phải mua nữa. Đây. Lắc cho nó đều à? Vâng. Anh hộ Quân kéo lên đây. Dạ. Ui, mắc tin mắc ấy đấy nhỉ. Bây giờ thì Quân thì cũng đã cưa xong rồi đó cô bác. Xăng thì có vẻ như là Quân đã không xài đến nhiều với đâu Quân ạ. Dạ. Được có lít dưới thôi. Đây. Dạ. Cất ra bên kia. Thế là hôm nay là lụng luôn là được 300 nghìn rồi nhỉ. Dạ. 200 nghìn thì một xăng. Rồi vứt lên trên nữa. Dạ. Ui. Nhưng mà ở đây nó có thuê vác về không? Đây không ạ. Không thuê à? Dạ. Thế là vác về là chị chở à? Dạ. Chắc là người ta không có mấy máy cắt nhỉ? Dạ. Có máy cắt thì ra là người ta không có. Sao ấy? Chúng bạn kia à? Vâng. Dạ.
Ui, ui, thật nhá. Những cái nhỏ thì có vẻ ném lên dễ dàng. Yeah. Những cái to thì hơi khó một chút thôi. Đây, đây mình có toàn cái to này. Anh ra cái này. Ây. Cái này cành to quá rồi. Xem cái cành này phải lấy vác lên thôi. Cái này phải lấy vác lên à? Dạ. À không, bây giờ quân ở trên nhá anh. Anh lấy cho quân. Dạ. Quân ở trên đi, đi đi. Nhỏ sắp rút to. Đây. Vâng. Đây. Ồ, ở đây có một loại cây nhẹ hơn này, cây này nhẹ này. Vâng. Cái này còn mọt rồi. Cây nó, à nó khô nhỉ? Dạ. Đi ra đi. Đi ra đi. Đây, cuối đây. Dạ. Ai? Có vẻ như là sáng nay ăn nó sáng rồi, bát mì tôm là hết rồi đấy. Một tí quân là phải giả lại bát mì tôm đấy. Dạ. Này chắc một mình quân là chắc phải thêm tí nữa nhờ. Vâng ạ. Quân đây này. Vâng. Anh ơi. Thôi anh. Nước vào anh. Anh cũng nghỉ ngơi uống nước á. Đây anh uống chưa? Anh xin á. Không có cốc à? Lúc đấy em không mang cốc về đâu. Anh em chơi thẳng luôn nhá. Vâng ạ. Thẳng khoái đấy các bạn ạ. Chân nhá. Anh hội ạ. Này nếu mà thuê cắt cả quả rừng chắc phải tầm chục triệu thôi nhở? Cắt ra. Vâng. Thôi nhưng mà tiền công cao thì cũng đổi lại được là rất là mịt cô bác ạ. Kính nhá, kính nhá. Vâng. Để vào kính nhá. Cây này to quá. Cây đủ đến đây thôi nhở? Vâng. Hay là kệ nó để như này. Chắc để như này cũng được à? Vâng. Ui rồi, cắt xuống đây chắc phải được tầm hơn một hơn đã phải tầm 2-3 khối ấy nhờ. Vâng ạ. 2-3 khối củi ấy cô bác ạ, rất là nhiều. Bây giờ thì chắc là quân cũng là được đi về rồi nhỉ. Xe của quân thì để đâu? Để trên đường kia nào. Vâng.
Chắc cái này phải đẩy đi, để một đống thôi. Đấy, một không sợ họ đi qua họ lấy. Ôi, cẩn thận nha. Chắc để như này thôi. Được rồi. Đi về thôi. Đi về chưa? Về rồi. Đi về đúng không? Vâng. Anh Quân thì là cảm thấy là một ngày cưa hú này thì có vất hơn không? Ừ, có, nhưng mà có tiền cũng không vớt mấy đâu. Có tiền là không vớt à? Vâng. Nhưng mà được cao hơn nha. Vâng. Từ sáng đến giờ thì anh em mình làm tốc độ tầm là được 2 tiếng nha. Vâng. Được 2 tiếng là vừa làm vừa nghỉ các bác. Thì xong là em Quân là nhận lại là 500.000, là trong đó thì làm 200.000 để làm cái kinh phí mà mua dầu này cũng như là bảo dưỡng máy, còn 300 còn lại thì em sẽ để mà đút túi. Thế thì cái tiền này, thời gian này thì em hay đi làm này thì tiền này tiết kiệm để mấy nữa em sẽ thực hiện cái điều gì ạ? Em lấy cái góp lúc nào được nhiều thì nếu mà anh thì làm nhà thì em lấy cho anh để làm ạ. Làm nhà thì có gọi là bây giờ thì đang đi làm để mà lấy tiền về làm nhà đúng không? Đấy. Hiện tại thì cái phần kinh phí của cháu Lực đang cầm với các bác thì cũng được gần là 90 triệu rồi. Đấy, cháu Lực cũng không mong rằng là khi mà có lẽ là cháu Lực thưa các bác anh chị, cho cháu Lực xin được phép là nói cái điều này thêm một lần nữa các bác nhá. Cháu Lực cũng biết là ai ai cũng phải đi làm. Đấy, đi làm thì để mà có được đồng tiền thì rất là mệt, nhưng mà cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác là dành tặng cho em Quân, để cho em Quân đủ cái kinh phí để mà thực hiện làm một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ để che nắng che mưa, để cho ông bà từ đây đến cuối đời bà ở trong một cái ngôi nhà mà nó đẹp đẽ hơn và che nắng che mưa nhiều hơn các bác. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn hôm bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là đi xuống dưới để mà hoàn thiện thêm cái câu chuyện mà cháu Lực đang đi nữa. Và Quân thì bây giờ là lên trên là ăn cơm xong là đi lấy tiền rồi. Thế thì về nhà thì về cẩn thận nhé. Đây là hôm nay này lấy cả xe máy để đi à? Đấy, bây giờ thì xe máy thì cũng có này, đồ mọi cái thì em cũng có. Đấy, tài sản của Quân hiện tại là một cái cậu bé mà 15 tuổi cũng phải là gồng gánh thêm ông bà lại em, gọi là cơm áo gạo tiền đấy. Nhưng mà trong tay của em thì hiện tại là cũng được các bác giúp đỡ là đầy đủ đồ đạc để mà mình đi làm. Đấy. Và thức phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.